Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video binh sĩ thuộc quân khu trung tâm sử dụng súng cối 2S4 Taiwan 240mm để phá hủy thành trì và công sự của lực lượng Ukraine theo hướng Liman. Theo quân đội Nga, sau khi di chuyển đến vị trí bắn, lính súng cối Nga tấn công đối phương bằng bom phân mảnh có sức nổ cao ở khoảng cách 4 đến 9 km. Để gây sát thương tối đa, lính pháo binh sử dụng ngòi nổ với thời gian sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại công sự. Với việc điều chỉnh hỏa lực liên tục thông qua nhóm máy bay không người lái trinh sát, quân đội Nga đã tấn công hiệu quả vào nơi tập trung nhân lực của Ukraine. Bên cạnh đó, để bảo vệ người và phương tiện chiến đấu, các quân nhân sau hàng loạt đợt tấn công ngay lập tức thay đổi vị trí và tiếp tục tiến hành tiêu diệt các mục tiêu đã xác định. 2S4 Taiwan là một trong những loại pháo cối lớn nhất thế giới, từng được triển khai trong nhiều cuộc xung đột, đã phá hủy nhiều công sự kiên cố ở một vài chiến trường như Afghanistan, Syria, Israel, Chechnya và Ukraine. Philip là pháo cối tự hành duy nhất trên thế giới có cỡ nòng 240mm. Theo các nhà sản xuất, một quả đạn thông thường phóng ra từ tuy líp có thể tấn công mục tiêu cách xa 10 km,